xin được cảm ơn tiết mục nhảy rất là sôi động đến từ các hội viên phụ nữ ạ. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình chúng ta cùng đến với tiểu phẩm truyền thông Chung tay bảo vệ môi trường đến từ đội truyền thông Sóng Đốc. Ôi trời ơi, mệt ơi là mệt từ sáng đến giờ. Bây giờ người ta toàn dùng những cái đồ như chai nhựa, túi ni lông dùng một lần rồi bỏ. May nhà mình cũng tiện ở gần cái mương nên cũng rất tiện cho việc vứt rác. Ôi trời ơi, sao tôi lại vứt rác mà tôi như vậy? Không nhà không có gì cả, con người bẩn như áo của tôi rồi. Em đang dọn rác, em đâu có thấy chị ở đấy đâu. Không thấy tứ gì cả, muốn con em nhìn trước ngó sau chứ. Mà em nhìn chị cá ngày càng xinh ra đấy nhỉ. Thôi thôi, không phải nhìn tôi. Mà chị bảo áo của chị bẩn đâu để em lau cho nào. Nhìn người rõ ràng thì xinh gái nhưng mà có cái không đẹp. Cái nhà chị kia, tôi có chỗ nào không phải với chị mà chị cứ nói tôi. Thì cô nhìn lại xem, rắc rưởi tùm lum, vỏ chai dưới buông trên bờ, bất mẻ mỹ quan, ô nhiễm môi trường, bà con làng xóm ai cũng than phiền về nhà cô đấy. Thì kệ tôi, mắc mớ gì đến nhà chị. Mà người ta cũng vứt ra đầy đấy thôi, đâu phải mình tôi. Chị cứ phải nói nhiều nhỉ. Vừa qua, xã mình vừa công nhận xã về đích nông thôn mới đấy. Mình phải chung tay bảo vệ môi trường, không được vứt rác ra lung tung như vậy chứ. Úi giời, góp ý, giờ cần chủ trương mới đường lối. Kệ tôi, chị không phải nói. Em chào hai chị ạ, hai chị có chuyện gì màu nào vậy? Em tới đúng lúc quá, em giải thích cho chị nghe với. Vứt rác lung tung không đúng nơi quy định. Em đấy à, em ngồi xuống đây đã. Vâng, em cảm ơn chị. Mà hôm nay em đi đâu về mà ăn mặc đẹp vậy? Chị ạ, em vừa đi dự lớp tập huấn về môi trường phòng chống rác thải nhựa do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đấy chị ạ. Từ nãy đến giờ chị ấy cứ cằn nhằn với chị về rác thải làm ô nhiễm môi trường. Mà em thấy đấy, ba cái thứ ấy có hôi thối gì đâu mà ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người chứ. Chị ạ, theo các nhà khoa học phân tích, nhựa và túi ni lông được làm từ những chất khó phân hủy. Vì vậy khi thải ra môi trường, chúng sẽ mất từ hàng chục đến hàng trăm năm mới phân hủy hoàn toàn trong điều kiện tự nhiên đấy chị ạ. Mà chị vứt rác ra không đúng nơi quy định như thế là sẽ vi phạm luật bảo vệ môi trường đấy chị ạ. Ui vậy hả em? Chị biết không, nhựa và túi ni lông không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước và không khí. Khi đốt, nhựa sẽ sinh ra các khí độc làm gây ngộ độc và ảnh hưởng đến không khí. Khi trong lớp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ được nước và làm cho cây chậm phát triển. Và hơn nữa, nhựa và túi ni lông sẽ làm cho tắc nghẽn cống rãnh và sẽ làm ứ đọng nước thải và gây ngập úng và sẽ sinh ra các loại bệnh cho con người và động vật đấy chị ạ. Và hơn nữa sẽ làm chết các loại vi sinh vật có lợi trong lòng đất và sẽ làm chết các loại vi sinh vật có lợi trong lòng đất đấy chị ạ. Vừa rồi chị nhà hàng xóm có con treo chết, con đốt phải túi ni lông đấy. Nhưng giờ túi ni lông và đồ nhựa nó vừa rẻ vừa tiện nên mình phải làm sao đây em? Chị ạ, bây giờ nhà nước mình khuyến khích người dân mua các loại sản phẩm ít bao bì, tái sử dụng các loại tới đúng và sử dụng các loại bao bì có nguồn gốc từ thiên nhiên, không gây ảnh hưởng môi trường, dễ phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Và các chị đi chợ cũng nên mang theo làn hoặc giỏ xách tay để đựng và hạn chế túi ni lông đấy các chị. Đấy, em nghe thấy tác hại về rác thải như thế nào chưa? Tối nay không cãi với tôi. Giờ nghe em nó giải thích tôi mới hiểu và nhận ra cái sai của mình. Từ nay tôi sẽ phân loại và bỏ
rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi nữa bà con nhé. Vậy bây giờ chị em chúng mình sẽ nhặt rác bỏ vào đúng nơi quy định nhé. Nhân tiện đây em cũng mong hai chị sẽ là tuyên truyền viên tích cực, kêu gọi mọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, nói không với sản phẩm nhựa một lần để sức khỏe được nâng cao, gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phụ nữ chung